Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta bó một cái bó hoa 10 bông nha. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ phối thêm lưới và thêm một cái đó là cái giấy tăm. Thì cái giấy này nó nhìn bó hoa rất là đẹp. Các bạn từ bắt đầu nha. Ở đây này, tôi sử dụng hoa là hoa màu hồng. Đây là hoa màu hồng đậm này. Là nơ tôi sử dụng màu hồng này. Còn một màu hồng luôn ạ. Bên trong lót màu hồng, giấy tăm màu hồng. Và lưới tôi cũng dùng màu hồng nha. Thì đầu tiên là các bạn sẽ cắm cái hoa này. Chúng ta sẽ cắm cái hoa này, sử dụng keo này, keo sữa để chúng ta cắm nha. Cái hoa này thì chúng ta cũng phải cắm cỏ điểm vào trước rồi nha. Đây, tôi sử dụng là 10 bông hoa các bạn nha. Sau khi cắm xong 10 bông thì chúng ta sẽ được cái như thế này nha. Tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bó này. Thì chúng ta sẽ dùng cái giấy lụa này, chúng ta để như này, gấp nhỉ. Đây nha, chúng ta sẽ gấp như thế này. Đó. Rồi chúng ta sẽ để cái bó ngon của chúng ta vào, buộc lại nha các bạn. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng cái giấy này. Thì giấy này chúng ta cắt đôi nha. Tôi sẽ sử dụng là 6 tờ giấy này. Thì 4 tờ là chúng ta cắt đôi. Gấp như thế này. Đó, đây. Đó, tôi gấp chéo đây. Đây nha các bạn. Đó. Sau đó chúng ta dùng cái tờ giấy này, chúng ta gấp chéo này. Sau đó mình để bên này. Sau đó mình buộc lại. Đây nha. Và tiếp theo chúng ta cũng gấp như thế. Đây các bạn. Tiếp theo mình sẽ buộc lại. Tiếp theo mình dùng cái tờ giấy mà chúng ta cắt làm tư này nha. Các bạn gấp như thế này. Đấy, hoặc là chúng ta sẽ gấp một cái lên một cái xuống. Đây nha các bạn. Chúng ta để đây. Tiếp.
như thế đây. Hai tờ giấy nhé, chúng ta cắt hai tờ giấy thì chúng ta sẽ làm được 8 mảnh như thế này. Đó, được một lượt như thế này thì chúng ta sẽ buộc lại. Đây. Nha các bạn. Đấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm một lượt ở bên ngoài này nữa. Mình kẽ đây nha. Sau đó mình sẽ buộc lại. Đó, sau khi được như thế này rồi nhá, chúng ta sẽ sử dụng hai cái tờ giấy này thì chúng ta chỉ cắt làm đôi thôi. Mình sẽ buộc lại. Yeah. Cuối cùng chúng ta sẽ sử dụng hai cái miếng lưới như thế này nhé. Chúng ta để bên ngoài. Và cũng gấp như thế này nha. Chúng ta để bỏ. Sau đó chúng ta buộc lại. Đây. Cuối cùng thì chúng ta sẽ buộc một cái nơ hồng vào đây nha. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh nơ. Chỉnh nơ này các bạn. À, sau khi chúng ta chỉnh nơ này, chúng ta sẽ chỉnh giấy làm sao cho nó cân đối cái giấy nhá. Đó, cho nó phồng lên này. Cho nó vừa với cả bó hoa của chúng ta này. Đó. Thì chúng ta sẽ được một bó hoa như thế này. Các bạn nhìn này. Bó hoa của chúng ta nhìn các bạn. Nè. Rất to đúng không ạ? Đây là cái giấy tăm, giấy này nó rất là phồng nên là các bạn chỉ cần 6 tờ giấy thôi mà chúng ta đã được một bó hoa nhìn nó rất là to nha các bạn. Đây ạ.
Nếu yêu thích kênh thì các bạn hãy nhớ bấm like, share cho nhiều người biết đến hơn. Và nhớ là các bạn hãy chưa bấm subscribe thì các bạn hãy bấm subscribe để chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn mỗi khi mà chúng tôi có video mới thì chúng tôi sẽ gửi cho các bạn thông báo để các bạn được biết là những người mà xem được đầu tiên nha các bạn. Chúc các bạn có những tác phẩm thật là đẹp. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.